Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Minh Hằng lộ dáng thật khi đi làm lại, hiếm hoi khoe ảnh chồng ra dáng búa bỉm. Minh Hằng khoe khung ảnh chồng chăm con và tiết lộ đã đi làm lại sau khi con trai tròn tháng. Mới đây, trên story của Instagram của mình, Minh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc chồng doanh nhân và con trai cưng. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô cho ông xã lên sóng. Nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên tắc giấu mặt và chỉ chụp từ phía sau của chồng mình. Nữ kia của cô đang ung dung đẩy xe đưa con trai đi dạo. Sau đó, Minh Hằng lại khoe ảnh của bản thân khi trở lại với công việc. Cô được ekip chăm chút từ trang điểm đến trang phục để chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng. Nữ ca sĩ diện áo thun rộng, che dáng, nhưng có thể nhận ra cô đã giảm được kha khá số ký. Dung mạo của nữ ca sĩ trông cực rạng rỡ và nhuận sắc. Minh Hằng hiếm hoi khoe ảnh chồng ra dáng bố biểm. Minh Hằng lộ dáng thật khi đi làm lại. Nhân sắc nữ ca sĩ vô cùng rạng rỡ. Minh Hằng hạ sinh quý tử đầu lòng cho chồng doanh nhân vào ngày 23 tháng 8 vừa qua. Ở tuổi U40, Minh Hằng quyết định mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vì muốn chủ động việc làm mẹ. Nữ ca sĩ từng tiết lộ bản thân cảm thấy choáng ngợp và quá tải với cương vị mới. Dạo này bận rộn quá, bận làm mẹ của một em bé đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, mẹ có hơi choáng ngợp với vai trò mới này. Đôi khi cảm thấy quá tải khi phải học nhiều điều mới lạ. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì luôn trong trạng thái thiếu ngủ. Nhưng mỗi khi nhìn gương mặt no say khi con ngon giấc, mọi thứ cảm thấy đều thật dịu kỳ. Minh Hằng rụt rịch là một thói quen từ thời con gái sau sinh. Minh Hằng vô cùng quyết tâm khi bắt đầu thói quen cũ vốn có, Chiều ngày 2 tháng 10, Minh Hằng đã chia sẻ khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ ở trên trang cá nhân. Cô cho biết bản thân đã rụt rịch, quay trở lại, tập luyện như trước đây thông qua dòng chú thích, hành trình lấy lại cân nặng bắt đầu. Một trong những story mới nhất của Minh Hằng. Hiện tại Minh Hằng đã bắt đầu đi làm, cô xuất hiện trong một sự kiện và nhận được tình cảm nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả. Cô hạnh phúc chia sẻ, thật ra là mẹ bỉm rất hạnh phúc, nhưng mà đi làm cũng hạnh phúc, nên là mình cũng sẽ cân bằng giữa việc đi làm và chăm sóc con mà làm nào không quá bị chết, hụt hẫng so với mọi người. Việc chăm sóc con đó là trách nhiệm dài lâu, còn công việc là một niềm đam mê với mình. Nữ ca sĩ quyết tâm sẽ cân bằng giữa việc đi làm và chăm con. Ngay hôm nay đi làm, mình rất vui vì được gặp gỡ mọi người, bạn bè. Nhưng nói chung thời gian này mình cũng hạn chế nhận công việc và đi làm chút thôi để chăm con và cho con cứng cáp hơn mình sẽ đi làm lại thường xuyên. Minh Hằng khá thoải mái khi được đi làm trở lại. Minh Hằng vốn đã có nhiều năm tập luyện để nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng. Trong khoảng thời gian mang bầu, đặc biệt cho đến những tháng cuối của thai kỳ, nữ ca sĩ vẫn duy trì thói quen này và tập bộ môn Pilates dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Cuối tháng 9 vừa qua, Minh Hằng đã tổ chức tiệc đầu lòng cho quý tử ở tại nhà. Nữ ca sĩ tiếp tục lựa chọn dấu kính diện mạo của ông xã khi mang thai con trai, Minh Hằng hạn chế đi làm và dành thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch và làm những điều bản thân yêu thích. Minh Hằng khá chăm chỉ chụp ảnh trong thời gian có bầu. Ông xã doanh nhân luôn hết mực yêu chiều, quan tâm Minh Hằng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.